Xin chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin quốc tế và tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ 2, 12 tây tháng 10 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong cái chuyến du hành tới Washington DC thì cái chương trình tin tức vẫn up lên bình thường cho quý vị có điều là cái thời gian livestream thì nó có trật một chút xíu và sớm hơn chút xíu mong tất cả khán giả thông cảm cho và bây giờ thì chúng ta nhanh chóng đi vào trong bản tin ngày hôm nay đầu tiên là bản tin từ Mexico tổng thống của Mexico đã yêu cầu Đức giáo hoàng Francis là có một cái lời xin lỗi với người dân của Mexico Tổng thống của Mexico đã công khai một lá thư gửi cho Đức Giáo Hoàng Francis vào hôm thứ Bảy kêu gọi giáo hội Thiên Chúa Giáo là phải có một lời xin lỗi về những hành động tàn bạo đối với người bản địa ở thế kỷ thứ 15. Trong lá thư thì à, Tổng thống Emmanuel Lopez Obrador đã lên tiếng yêu cầu Đức Giáo Hoàng và đang nợ những cái người dân bản địa ở Mexico và chế độ hoàng gia của Tây Ban Nha đã nợ một lời xin lỗi và cần có một lời xin lỗi trong thời gian mà trước khi mà chế độ Tây Ban Nha đô hộ của Mexico. Giáo hội Thiên Chúa Giáo, à, chính quyền của Hoàng gia Tây Ban Nha và kể cả chính phủ của Mexico thời điểm đó đang nợ những người dân về những lối hành xử tàn bạo đối với những người dân bản địa ở Mexico. Lá từ đã viết, ông López Obrador đã yêu cầu người dân phải có một cái à, à, lời chính thức gửi đến cho Đức Giáo Hoàng, à, trong đó thì bao gồm luôn cả cái cuộc à, cuộc chiến được chia xem là giành độc lập của Mexico ở thế kỷ thứ 19 sau khi mà Mexico tách rời khỏi cái cuộc đô hộ của Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên có một vị tổng thống của Mexico đã chính thức yêu cầu Giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã là phải có một lời xin lỗi về những hành động tiếp tay cho chính quyền của Hoàng gia Tây Ban Nha thời điểm đô hộ Mexico, có một lời xin lỗi về những hành động tàn bạo đối với những cư dân bản địa. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Trong khi đó, bước qua tình hình của Trung Đông. Do Thái có thể phản đối Hoa Kỳ bán F-35 cho Qatar. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng của Do Thái. Tin từ Jerusalem cho biết là do Thái có thể phản đối Hoa Kỳ bán cái loại F-35 cho Qatar. À, giới chức tình báo và Bộ trưởng tình báo của Do Thái đã cho biết ngày Chủ nhật và chỉ ra cho thấy rằng quân đội Do Thái sẵn sàng có những cái phản ứng thích hợp. Bộ trưởng tình báo của Do Thái là Eli Cohen đã đưa ra lời phát biểu này sau khi mà hãng thông tấn Reuters đã báo cáo rằng Qatar được xem là một trong những <laughs> quốc gia có liên hệ tới Iran và có cái hành động được xem là chờ không thừa nhận Do Thái là một quốc gia đang tìm cách mua Washington từ các chiếc F-35 của hãng Lockheed Martin sản xuất. Phía Hoa Kỳ vẫn chưa cho biết là họ có đồng ý bán cho Qatar hay không. Tuy nhiên, trước đây trong cái việc mà nối kết hòa bình và bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Ả Rập thống nhất và do Thái, thì Hoa Kỳ đã quyết định bán các loại F-35 cho Vương quốc Ả Rập thống nhất sau khi họ bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao với lại bà do Thái và phía do Thái đã không phản đối điều này. Tuy nhiên Qatar vẫn chưa có bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao với lại Do Thái và việc bán các F-35 này Do Thái cho rằng là sẽ gây nguy hại cho cái nền an ninh của họ đặc biệt là Qatar có những cái mối liên hệ trực tiếp với lại chế độ của Iran chế độ được xem là xem Do Thái là thù địch tại Trung Đông à, khi được hỏi là khi nào F-35 có thể bán cho Qatar hay không thì phía Hoa Kỳ vẫn chưa chính thức trả lời đó là bản tin liên quan tới tình hình của tại, tại Trung Đông ngày hôm nay và liên quan tới khu vực Nam Á Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tiếp tục các cuộc đối thoại mới nhất nhằm chấm dứt các cuộc đối đầu quân sự ở khu vực biên giới. Giới chức cao cấp quân sự của cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ đã bắt đầu tiếp tục các cuộc đối thoại cao cấp của họ ngày hôm nay thứ hai để nhằm chấm dứt cuộc đối đầu kéo dài hơn cả tháng qua ở khu vực biên giới sau khi mà có một cuộc xung đột đẫm máu diễn ra tại đây. Các cuộc đối thoại này vẫn tiếp tục à, à, được mở ra ở bên phần đất của Ấn Độ ngay cái khu vực được gọi là Chushu Area tức là khu vực mà do phía Ấn Độ kiểm soát trên vùng tranh chấp ở khu vực biên giới. Qua cuộc, cuộc đàm phán diễn ra giữa lúc mà đôi bên vẫn tiếp tục có hàng ngàn binh sĩ trú đóng tại khu vực biên giới và liên tiếp có những cái khí tài được chở tới đây chuẩn bị cho một cuộc chiến biên giới. Và điều này cho thấy rằng là phía Nam Á đang cố gắng tìm cách giảm đi các cuộc căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc sau cái cuộc đụng độ đẫm máu diễn ra hồi tháng 6, khiến cho 20 binh sĩ của Ấn Độ đã bị thiệt mạng. Phía Trung Quốc thì không báo cáo số lượng người tử vong. Ấn Độ và Trung Quốc vốn đã có cuộc tranh chấp biên giới từ thập niên 60 sau cuộc chiến ở thập niên 60 cho đến nay thì đôi bên vẫn còn giữ được cái hiện trạng tức là giữ nguyên hiện trạng không thay đổi. Thời gian gần đây thì phía Ấn Độ lẫn Trung Quốc đã gia tăng cái việc mà xây dựng các hạ tầng cơ sở của hai bên bờ sông nơi mà được xem là có vùng tranh chấp biên giới và đôi bên đã thường xuyên có những cuộc đụng độ và những cuộc tranh cãi gay gắt ở khu vực biên giới giữa các binh sĩ. Và thời gian qua thì có ít nhất là 20 binh sĩ của Ấn Độ đã bị thiệt mạng Cộng với lại một binh sĩ Ấn Độ gốc Tây Tạng cũng đã bị thiệt mạng trong các cuộc tranh chấp tại biên giới Đó là bản tin liên quan tới khu vực vùng Nam Á ngày hôm nay Trong khi đó thì các quốc gia nên từ chối cái việc mà Trung Quốc muốn tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Đó là cái lời kêu gọi của các tổ chức NGO Bản tin mới nhất cho biết là các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền đã lên tiếng kêu gọi các thành viên của Liên Hợp Quốc là ngăn chặn không để cho Trung Quốc có được một chiếc ghế ở trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và cho rằng quốc gia này là quốc gia có cái thái độ bức hại tôn giáo và bức hại nhân quyền cao nhất trên thế giới. Vào ngày thứ ba, thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ chọn ra 15 thành viên trong tổng số 47 thành viên ở trong cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc trong cái thơm tức là cái nhiệm kỳ bắt đầu từ năm 2021 và các quốc gia đều tham gia vào trong cái khu vực này bao gồm cả Trung Quốc, Saudi Arabia, Nepal, Pakistan và Uzbekistan là bốn quốc gia sẽ tranh nhau vào một chiếc ghế của cái hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc. Các tổ chức tố cáo rằng chính Trung Quốc đã lạm dụng nhân quyền rất nhiều và đặc biệt là khu vực Tân Cương và khu vực Tây Tạng trong những năm gần đây bao gồm luôn việc tống giam trên một triệu người duy ngô nhĩ và người thất khiết ở trong các cái trại cưỡng bức lao động mà Trung Quốc lấy danh nghĩa là trại huấn nghệ và trong đó họ đã phá hủy rất nhiều những đền thờ tôn giáo của những người hồi giáo và cũng như là cộng đồng thiểu số ở tại Tân Cương. À bên cạnh đó thì cái tình trạng mà Trung Quốc dùng cái cái phương pháp gọi là dùng cái chính sách triệt sản đối với người Duy Ngô Nhĩ, đó là một hành động chống nhân loại và với những cái hành động này, Trung Quốc không thể có một chiếc ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc theo lời của các tổ chức NGO. Các tổ chức này gồm có tổ chức Human Rights Watch có trụ sở đặt tại New York và Amnesty International là tổ chức ân xá quốc tế có trụ sở đặt tại Anh đã lên tiếng và viết thư cho Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và yêu cầu các quốc gia không nên chọn Trung Quốc vào cái ghế của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Các quốc gia còn lại tham gia vào cái ghế này và đại diện cho khu vực của Asia Pacific tức là khu vực Á châu Thái Bình Dương là Saudi Arabia, Nepal, Pakistan và Uzbekistan. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình mà Trung Quốc đang lâm le muốn ngồi một chiếc ghế vào trong cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đó là bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Bước qua phần tin Hoa Kỳ. Gia đình của các nạn nhân mà có cái người đã bị bắn chết trong cái cuộc đối đầu giữa hai phe bảo thủ và cấp tiến ở tại Denver đã yêu cầu là phải xác nhận tên tuổi của kẻ bắn người. Gia đình của cái nạn nhân đã bị bắn chết trong cái cuộc đối đầu giữa Antifa Black Lives Matter và những người ủng hộ cho Tổng thống Trump tại Denver đã lên tiếng và yêu cầu phải công khai hóa tên của kẻ bắn. À, và bây giờ thì cái tên của kẻ bắn người, nghi can bắn người đã được công bố, Lee Kenner được xem là một người đàn ông đã bị chết trong lúc mà đôi bên có cuộc đối đầu với nhau ở tại Denver trong lúc mà hai bên thứ nhất là lực lượng của Black Lives Matter và Antifa thứ hai đã đối đầu với lại cái lực lượng mà ủng hộ cho tổng thống Trump và cuối cùng thì nó đã xảy ra vụ bắn, vụ bắn này diễn ra à, là do phía Antifa và Black Lives Matter đã nổ súng con trai của tôi là lee là một người yêu nước trong cái cuộc roly diễn ra tại denver và sau khi mà cái cuộc roly này xong thì một người ở trong cái nhóm black Lives matter và antifa đã bắt đầu có những cái lời qua tiếng lại với con của tôi và bắn con của tôi ngay vào đầu đó là lời phát biểu của karon kettler được xem là người mẹ của lee kettner và viết trên facebook và việc xác nhân này là họ cái kẻ xác nhân này đã được hậu thuẫn bởi cảnh sát hắn hắn bà 24 tuổi à, và tôi à, rất là tôi đã mua tới cảnh sát bởi vì Colorado có quá nhiều cái tình trạng gọi là à, cấp tiến và cái nhóm cánh tả gần như là kiểm soát toàn bộ và không có kiểm soát được họ à, phía Caroline Kerner vẫn chưa cho biết à, về cái tên tuổi của cái kẻ nghi can và Susan Kerner được xem là người chị của anh Kerner đã xác nhận với tờ New York uh, Post rằng là uh, em trai của bà ta đã bị bắn chết ở trong cái uh, cái cuộc rally này và đây là mà, đây là em trai của tôi và anh ta cũng đang em người em trai của tôi cũng đang tìm cách ủng hộ cho đất nước này và họ sẽ có một cái đơn kiện và chúng tôi không cho biết nhiều à, trong khi đó thì à, kẻ bắn à, hiện nay đang là một nghi can và là nằm trong nhóm black lives matter và bây giờ thì gia đình đã yêu cầu là phải công bố tên tuổi của nghi can này à, kẻ đã bắn chết à, người à, một trong những người bạn ủng hộ cho tổng thống trump và à, diễn ra tại denver đó là bản tin liên quan tới tình hình tại hoa kỳ trong khi đó từ hồng kông thì kerry uh, lâm trịnh việt nga đã ngưng lại cái uh, việc mà phát biểu chính sách của hồng kông trong tháng tới và bà ta chờ đợi cái sự thăm viếng của tập cận bình tới đây lãnh đạo của hồng kông là bà kerry lâm trịnh việt nga đã ngưng lại cái bài diễn văn đáng lý phải đọc vào ngày thứ tư sắp tới về cái chính sách của hồng kông và nói rằng bà ta muốn uh, có một cái cơ hội để cho cái uh, khu vực này hồng kông sẽ có cái uh, phục hồi trong cái cơn đại dịch và làm việc với chế độ Bắc Kinh và đặc biệt là có cái chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình tới thẩm quyến đánh dấu 40 năm vùng đất này đã trở thành một vùng đất đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Bà Carrie Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã công bố về cái việc mà ngưng lại cái bài diễn văn của bà ta để chờ đợi cái cuộc gặp gỡ với Tập Cận Bình tại thẩm quyến trước khi mà bà ta có bài diễn văn về chính sách của Hồng Kông. Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới biến chuyển tại Hồng Kông nơi mà Carrie Lam Trịnh Nga được xem là một công cụ của nhà nước cộng sản Trung Quốc, siết chặt tất cả những cái quyền tự trị của người Hồng Kông cũng như là đã chà đạp lên cái quyền tự do dân chủ của người Hồng Kông trong suốt à, thời gian bà ta nắm quyền à, được xem là hành tránh trưởng quan của Hồng Kông và trên nguyên tắc ngày thứ tư tuần này bà ta phải có một bài diễn văn về chính sách của Hồng Kông à, cho cái cái tài khóa của năm tới. Tuy nhiên thì cái việc mà đưa ra cái bài diễn văn này đã bị ngưng lại và bà, bà ta chờ đợi cuộc gặp gỡ với Tập Cận Bình đến viếng thăm Thẩm Quyến, một cái thành phố nằm cách Hồng Kông khoảng 2 giờ đồng hồ, à, đã nằm trong lãnh thổ của Trung Quốc. Thẩm Quyến được xem là cái nơi đặc quyền kinh tế và một vùng đặc thù kinh tế của Trung Quốc, được xem là đầu tàu kinh tế của Trung Quốc. Kể từ khi mà Trung Quốc phát triển kinh tế cho tới nay, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc. Trong khi đó, tờ Bloomberg đã đưa ra một cái nhận định sau khi mà có cuộc nói chuyện với một số lãnh đạo các quốc gia trên thế giới về việc Bắc Kinh đã lên tiếng áp lực rất mạnh mẽ đối với Đài Loan và yêu cầu tất cả các quốc gia đối tác đồng minh và kể cả những kẻ thù của Bắc Kinh là không nên thừa nhận Đài Loan là một đảo quốc độc lập. Tuy nhiên, cái áp lực này đã bị phản ứng ngược. Trong một cái bài báo được đưa lên tờ hãng thông tấn Bloomberg vào ngày hôm qua, Chủ nhật đã chỉ ra cho thấy lời cảnh báo của Bắc Kinh về việc xem Đài Loan là một quốc gia À, là không nên à, khi mà Bắc Kinh bắt đầu sử dụng bộ ngoại giao để vận động các quốc gia mà Bắc Kinh có cái uh, tòa đại sứ đã gặp phải một cái phản ứng ngược của nhiều quốc gia trong cái bài viết được đăng ngày thứ uh, ngày chủ nhật thì uh, một cái người uh, ký giả có tên là Chris Horton nói rằng cái áp lực của chính quyền Bắc Kinh với tất cả các cái lãnh đạo quốc gia trên toàn thế giới để mà không thừa nhận Đài Loan là một quốc gia thì nó đã nó đã gây ra một cái phản ứng ngược một cái backlash uh, backfire À, là trong đó thì các quốc gia dường như là để tránh né tất cả những cái áp lực từ Bắc Kinh và tiếp tục có những mối quan hệ với Đài Loan. Đặc biệt là cái việc mà tòa đại sứ cộng sản Trung Quốc ở tại New Delhi đã viết thư cho phía Ấn Độ và yêu cầu Ấn Độ không thừa nhận Đài Loan là một lãnh thổ độc lập sau khi mà phía Ấn Độ đã treo lá cờ của Đài Loan trong ngày đại lễ Song Thập, tức là đại lễ quốc khánh của Đài Loan ngày 10 tây tháng 10. Ông Hoa Tân chỉ ra cho thấy rằng là các quốc gia gần như là đã bất chấp lời phản đối của Trung Quốc vẫn tiếp tục treo lá cờ của Đài Loan trong ngày lễ Quốc Khánh để bày tỏ một cái thái độ là thừa nhận Đài Loan là một là lãnh thổ độc lập và họ cho thấy rằng là Đài Loan đã có cái sự đóng góp khá mạnh mẽ ở trong cái mặt bằng của thế giới trong vấn đề nhiều vấn đề đặc biệt là trong vấn đề đối phó với lại con siêu vi khuẩn Vũ Hán cơn đại dịch đang hoành hành trên toàn thế giới và trong tuần trước thì có 39 quốc gia Tây Phương trong đó bao gồm luôn cả Hoa Kỳ Anh, Đức, Canada đã chỉ trích Bắc Kinh vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương tại cái cuộc họp của Hội đồng Liên hiệp quốc và trong đó một số nhà ngoại giao cho thấy <laughs> họ đã bất chấp tất cả những cái lời phản đối của Bắc Kinh để có thể ủng hộ cho Đài Loan gia nhập vào trong lại cái cơ chế của Liên hiệp quốc. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh đã bị phản ứng ngược rất là lớn từ cộng đồng quốc tế sau khi mà họ gia tăng cái áp lực đối với lãnh thổ Đài Loan. Và bên cạnh đó thì cũng trong ngày lễ song thập ngày hôm qua ngày 10 tây À, ngày hôm qua, xin lỗi quý vị, ngày 11 Tây thì đúng hơn ngày Chủ nhật, Trung Quốc vẫn tiếp tục có những cái hành động xâm phạm vào không phận của Đài Loan, tức là vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan ở khu vực Tây Nam. Sau khi mà ngày à, lễ xâm phạm của Đài Loan diễn ra thì Trung Quốc đã có những chiếc à, chiến đấu cơ à, bắt đầu xâm nhập vào cái không phận và cái vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Và ngày hôm qua Chủ nhật 11 Tây thì Trung Quốc vẫn lặp lại điều này với lại cái à, sự đe dọa một lúc mỗi lúc một căng hơn. Theo tường trình của Bộ Quốc phòng Đài Loan thì chiếc Sanxi WS à, chống tìm thủy đỉnh của Trung Quốc đã xông vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan cùng một ngày và phía quân đội của Đài Loan đã quan sát rất cẩn thận các chiếc máy bay của Trung Quốc và các hệ thống radar đã đưa ra các cái lời báo động và cái hệ thống gọi là phòng thủ của các, của à, Đài Loan đã cũng đã báo động sau khi mà có cái chiếc à, chống tìm thủy đỉnh của Trung Quốc một chiếc chiến đấu cơ chống tìm đỉnh đã xuất hiện ở vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Theo tường trình của Bộ Quốc phòng Đài Loan thì đây, đây là lần thứ 17 trong vòng một tháng qua à, Trung Quốc đã liên tục có những cái cuộc xâm phạm vào cái à, không phận của Đài Loan và tính từ đầu năm cho tới bây giờ đã hơn 1.700 lần Trung Quốc đã liên tục xâm phạm vào hải phận và không phận của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình tại Đài Loan ngày hôm nay. Và trong khi đó thì cũng từ Đài Loan, quốc dân đảng của Đài Loan tuyên bố rằng họ sẽ không đổi tên đảng sau khi mà có thay đổi chính sách tại đây. À, giữa lúc mà phía của à, dư luận của đài loan cho rằng là sau khi mà bị thất bại hoàn toàn trong cuộc bầu cử vừa qua tại đài loan thì quốc dân đảng đã có những cái thay đổi chính sách và đã có một cái thái độ gọi là à, tương đối cứng rắn hơn với nhà nước cộng sản trung quốc thay vì trước đây là quốc dân đảng thường thỏa hiệp với chế độ cộng sản trung quốc để mà giữ yên tĩnh cái khu vực eo biển đài loan nay thì do cái vấn đề thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua quốc dân đảng đã bắt đầu thay đổi và cái chính sách của họ và có những cái lời lẽ gay gắt và có những cái lời lẽ là cứng rắn hơn đối với nhà nước cộng sản Trung Quốc và từ đó thì đã có những cái dư luận cho rằng Quốc dân đảng đang tìm cách thay đổi cái tên của đảng tại vì tên của quốc dân đảng chính thức là Trung Hoa Quốc dân đảng ở trong đó có chữ Trung Hoa tức là China à, thì bây giờ đã có một số những cái dư luận tại Đài Loan là nói rằng nếu tiếp tục giữ cái tên đảng này có nghĩa là Quốc dân đảng vẫn giữ mình là người Trung Quốc và liên, liên hệ tới là Trung Hoa lục địa. Điều này đã khiến cho cái người chủ tịch của đảng là Johnny Chiang à, đã lên tiếng vào ngày hôm uh, chủ nhật vừa qua nói rằng à, việc mà thay đổi tên đảng là không có xảy ra và chưa bao giờ nghĩ đến việc mà thay đổi cái tên đảng cầm quyền, <laughs> cái tên đảng của Quốc dân đảng. Trung Hoa Quốc dân đảng đã được thành lập từ sau cái uh, cuộc lật đổ triều đại Mãn Thanh từ năm 1911 sau cuộc cách mạng Tân hợi và sau đó thì đã thành lập một nước Trung Hoa Dân Quốc và Trung Hoa Quốc Dân Đảng là một trong những cái đảng phái được xem là năm cầm quyền khá mạnh tại Trung Quốc dưới thời điểm của Tôn Nhật Tiên và sau đó tới Tưởng Giới Thạch. Tuy nhiên đến năm 1949 thì Tưởng Giới Thạch đã bị Mao Trạch Đông đánh bại và khối cộng sản đã chiếm lĩnh toàn bộ nước Trung Quốc khiến cho Tưởng Giới Thạch đã chạy ra Đài Loan lập quốc và kể từ khi chạy ra Đài Loan lập quốc thì Trung Hoa Quốc Dân Đảng là cái đảng phái đã kiểm soát quyền lực tại Đài Loan suốt nhiều năm. Từ năm 1949 cho tới giữa thập niên 1990, tức là dưới thời của tổng thống Lý Đằng Huy thì ông đã khai mở ra cái, cái cuộc bầu cử dân chủ cho người Đài Loan và kể từ đó thì là Đài Loan đã có đảng đối lập, tức là đảng dân chủ cấp tiến và một số đảng phái khác cùng hoạt động chung với Quốc dân Đảng. Và bây giờ thì phía Quốc dân Đảng cho biết là họ không có ý định đổi tên đảng sau khi mà có những cái dư luận từ Đài Loan cho biết như trên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan. Trong khi đó, bước qua tình hình Đông Nam Á, philippines tái xác nhận về cái mối quan hệ mạnh mẽ với trung quốc bản tin từ manila cho biết là các cái bộ trưởng của philippines và trung quốc đã tái xác nhận rằng họ có những quan hệ rất là chặt chẽ trong cái cuộc họp ngày thứ bảy vừa qua phía manila đã cho biết như trên sau phiên họp với lại phía của trung quốc Trung Quốc trong nhiều năm nay được xem là đã có những cái hành động về hàng hải tức là về quân sự đã phát triển rất là nhiều. Ở khu vực biển Đông bị phản ứng khá mạnh trong các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines, trong đó thì bãi cạn Scarborough đã bị Trung Quốc bất ngờ đánh chiếm vào năm 2012 dẫn đến việc mà Philippines khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế và đã chiến thắng trong một chiến thắng pháp lý ở tòa án quốc tế là hay năm 2016. Tuy nhiên, ngoại trừ cái vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo thì Philippines vẫn là một đối tác thân cận kể từ khi ông Duterte lên làm tổng thống. Ông ta đã xích lại gần Trung Quốc nhiều hơn và có những cái lời cam kết đầu tư từ Trung Quốc và Philippines có thể nằm trong cái được xem là một trong quốc gia chiến lược nằm trong cái chiến lược một vành đai một con đường mà phía của Trung Quốc đang muốn tham vọng có xây dựng một cái con đường tơ lụa hàng hải tân thời ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương dẫn qua tới Âu Châu tuy nhiên thì thời gian gần đây người dân philippines đã chống đối rất mạnh mẽ về cái mối quan hệ thân cận giữa chế độ của ông duterte và chính quyền của cộng sản bắc kinh mặc dù họ vẫn ủng hộ cho ông duterte trong việc chống ma túy và bây giờ thì phía của bộ ngoại giao philippines đã lên tiếng và khẳng định rằng họ vẫn đang có những quan hệ tốt đẹp và ngày càng thắt chặt hơn mạnh mẽ hơn đối với lại chế độ cộng sản trung quốc đây là lời khẳng định của ngoại trưởng philippines đưa ra sau phiên họp với lại vương nghị người được xem là đứng đầu bộ ngoại giao của Trung Quốc tức là bộ trưởng bộ ngoại giao của Trung Quốc và cũng là nhân vật trong bộ chính trị của Trung Quốc khi mà Vương Nghị đã có cuộc tiếp xúc với giới ngoại giao của Philippines đó là bản tin liên quan tới tình hình tại khu vực Đông Nam Á ngày hôm nay và cuối cùng liên quan tới phần thời sự Đông Nam Á ngày hôm nay lục lội đã khiến 17 người đã bị thiệt mạng tại miền Trung Việt Nam trong cái trận bão mới nhất và sắp sửa có thêm một trận bão khác đánh vào miền Trung Việt Nam Ít nhất 17 người đã bị thiệt mạng trong các trận lục lội ở miền Trung Việt Nam trong vòng một tuần qua và 13 người vẫn còn đang mất tích theo tường trình của giới truyền thông địa phương và theo uh, báo cáo của hãng thông tấn Reuters. Trong vòng vài ngày nữa thì miền Trung Việt Nam phải chuẩn bị cho một trận bão mới có tên là Linh Pha và có thể mang thêm nhiều nước mưa cũng như là nhiều lục lội ở khu vực miền Trung Việt Nam. Các cái hình ảnh mà phía đài truyền hình Cộng sản Việt Nam đã tiết lộ, đã, đã đưa ra cho cơ quan truyền thông quốc tế là Reuters cho thấy rằng là rất nhiều những ngư phủ đã à, được cứu cấp bởi cái lực lượng công cả cảnh sát biển và các cái trực thăng trong tình trạng gió rất là mạnh ở khu vực miền trung Việt Nam ở tỉnh Quảng trị và lên, lục lội này đã khiến cho việc mà cung cấp thực phẩm đã bị ngưng lại và có khoảng 31.000 người đã bị à, mất điện và khoảng 33.000 ngôi nhà đã bị thiệt hại nặng nề bởi các trận lục lội và Việt Nam vẫn thường xuyên đối diện với các cái à, trận mưa lớn lục lội và bão đánh vào miền trung Việt Nam Mỗi một năm ở tầm tháng 10 cho tới tháng 12 là thời điểm mà Việt Nam luôn đối diện với những trận bão lụt lớn và đây là lần uh, cuộc trận bão vừa qua thì đã khiến 17 uh, 17 người bị thiệt mạng và trong vài ngày tới thì phía miền Trung Việt Nam sẽ phải đối diện tiếp với một trận bão khác có tên là Linfa, đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự quốc uh, tin Hoa Kỳ tin quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong phần tin Hoa Kỳ tin quốc tế vào sáng ngày mai. À cảm ơn tất cả mọi người và đừng quên một lát nữa 11 giờ sáng giờ của Washington DC thì tất cả đoàn biểu tình à, và rally sẽ có mặt ở tại công viên Lafayette để mà bày tỏ cái sự ủng hộ đối với tổng thống Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ theo dõi dù nếu quý vị ở xa và không thể được. Còn những quý vị nào đã có mặt tại Washington DC đừng quên Chúng ta phải có mặt ở công viên Lafayette lúc 11 giờ sáng. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.